Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn tham quan thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long. Khi chưa có cầu Cần Thơ thì chúng ta không xa lạ gì với Cái Vồn, với Bình Minh. Bởi vì nếu muốn qua Cần Thơ chúng ta phải đi phà, và ở bến phà Cần Thơ chính là huyện Bình Minh các bạn ạ. Ngày xưa gọi là huyện Bình Minh, chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, nhưng bây giờ đã được nhà nước công nhận là thị xã Bình Minh. Tất nhiên là từ khi có cầu Cần Thơ thì chúng ta ít có dịp đi Bình Minh. Chính vì thế là vừa qua thì tôi đã xuống Bình Minh chơi để xem cái khu vực bến phà cũ rồi Cái Vồn hôm nay như thế nào. Bình Minh thì rất gần Cần Thơ các bạn ạ, chỉ cách một con sông, đó là sông Hậu thôi. Đây có thể nói là một thị xã rất đẹp, một đô thị nằm bên bờ sông Hậu. Và bây giờ mời các bạn cùng tôi tham quan thị xã Bình Minh. Trên đường vào thị xã Bình Minh các bạn ạ. Phía trước chúng ta là cầu Cái Vồn nhỏ. Để đi vào thị xã Bình Minh thì có hai cái cầu, đó là cầu Cái Vồn nhỏ là cái cầu này, và phía đi về phía Sài Gòn phía đằng kia là cầu Cái Vồn lớn. Đấy là có hai cái cầu. Qua cầu Cái Vồn nhỏ này thì chúng ta sẽ vào trung tâm của thị xã Bình Minh. Thị xã Bình Minh được thành lập theo quyết định số 89 NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2012, là một trong 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất tự nhiên 9.363,29 ha, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc. Cụ thể, có 3 phường, phường Cái Vồn, phường Thành Phước, phường Đông Thuận và 5 xã Thuận An, Đông Bình, Mỹ Hòa, Đông Thạnh, Đông Thành thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dân số năm 2010 là 95.089 người, mật độ dân số bình quân 956 người trên 1 km vuông. Có 2 tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 54 đi qua, cách thành phố Cần Thơ 3 km, cách thành phố Vĩnh Long 30 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 165 km và cách sân bay quốc tế Cần Thơ 20 km. Bình Minh có vai trò quan trọng là đô thị vệ tinh của thành phố Cần Thơ, có vị trí giao thông, thủy, bộ và hệ thống cảng, đường hàng không thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác phát triển trong thời gian qua và những năm tiếp theo. Ngoài ra, thị xã Bình Minh còn là trung tâm tổng hợp cấp vùng liên huyện, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đặc biệt thuận lợi, quốc phòng an ninh luôn được bảo đảm. Quy hoạch và thực trạng kết cấu hạ tầng cơ sở tương đối đồng bộ là tiền đề cho xây dựng và phát triển đô thị.
Vừa rồi các bạn đã được chiêm ngưỡng thị xã Bình Minh từ trên cao. Bây giờ mời các bạn cùng tôi tham quan một số những con đường chính trong thị xã Bình Minh. Vâng, chúng ta vừa tham quan thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long các bạn ạ. Bây giờ thì xin gửi đến các bạn lời cảm ơn đã quan tâm ủng hộ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.